Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để chia sẻ với các bạn một cái bài thuốc chữa cái bệnh bí tiểu, tiểu nóng buốt, bị đái dắt hay là phù nề hay là viêm đường tiết niệu rất là hiệu quả từ các cái nguyên liệu từ thiên nhiên. Ở đây thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình đó là bông mã đề. Bông mã đề này thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái lá của nó như là cái lá rau cải ấy, nó to như vậy. Và khi mà chúng ta lựa chọn thì các bạn nên lựa chọn những cái cây mà nó đã già và bắt đầu ra hoa như thế này rồi. Đấy. Và khi mà chúng ta sử dụng cái bài thuốc này thì các bạn sẽ dùng cho mình được nguyên cả cái phần rễ. Các bạn không cắt bỏ cái phần rễ đi các bạn nhé. Riêng cái cây bông mã đề này thì chúng ta sẽ lấy tất cả toàn bộ, từ phần rễ, phần thân đến phần hoa, chúng ta đều có thể sử dụng được cả. Và cái bông mã đề này thì trong đông y nó có tính mát và giúp cho thông tiểu rất là tốt, và đặc biệt là lợi tiểu và giúp cơ thể giải độc rất tốt các bạn nhé. Và một cái nguyên liệu nữa hoàn toàn từ thiên nhiên đây chính là cái phần dâu ngô. Dâu ngô như các bạn cũng biết rồi, nó có cái tính mát và giúp cơ thể của chúng ta giải được các cái độc tố trong người. Và dâu ngô này thì các bạn lựa chọn cho mình cái phần xanh, phần tươi ở phía trong của cái bắp ngô. Còn cái phần dâu đen phía trên thì các bạn bỏ hết đi cho mình nhá. Cái phần đấy nó đã khô hết rồi và nó không còn những cái dưỡng chất tốt nữa. Và phần đó thì nó rất là nhiều bụi bẩn cho nên là chúng ta sẽ không sử dụng. Và đây, các bạn sẽ dùng thêm cho mình đó là 7g gừng tươi. Gừng tươi này các bạn cũng sẽ dùng cho mình cả vỏ gừng. Và ở đây các bạn dùng cho mình 1g muối. Gừng với muối nó có tác dụng đó là làm cái chất dẫn, dẫn những cái mát này đến thận của chúng ta, làm cho thận được mát hơn và không bị nóng, bí tiểu. Và với cái bài thuốc này thì ở đây bông mã đề các bạn sẽ sử dụng cho mình đó là 150g. Và cái phần dâu ngô này các bạn sẽ dùng cho mình đó là 100g dâu ngô tươi. Với bài thuốc này thì nếu như các bạn sử dụng bông mã đề khô thì dâu ngô các bạn cũng sẽ dùng khô. Còn nếu như các bạn dùng tươi thì cất tất cả cái phần bông mã đề và dâu ngô các bạn đều sử dụng là tươi hết cho mình, hoặc là khô hết giúp mình nhé. Khô thì các bạn sẽ sử dụng với liều lượng đó là 50g dâu ngô khô cộng với 100g bông mã đề khô các bạn nhé. Và với trẻ nhỏ thì các bạn sẽ sử dụng cái liều lượng nó ít đi. Và với cái công dụng rất là tốt như thế này thì không phải là ai cũng có thể sử dụng được các bạn nhé. Với những ai mà thận yếu hoặc là suy thận mãn tính thì các bạn không nên sử dụng cái này. Trong đông y người ta cũng khuyên rất là nhiều. Hoặc là ai mới bầu trong 3 tháng đầu tiên thì cũng không nên sử dụng cái bông mã đề, bởi vì nó dễ gây sảy thai. Và với bài thuốc này thì chúng ta sẽ cùng bắt tay và làm luôn các bạn nhé. Gừng này thì các bạn sử dụng cho mình 7g, sau đó các bạn thái lát mỏng. Gừng này thì các bạn lựa chọn cái phần gừng già không bị non. Thì cái phần gừng già phía trong các bạn sẽ nhìn thấy nó rất là vàng. Và dùng gừng ta các bạn nhé. Gừng ta thì sẽ thơm và có cái tính nóng hơn là cái gừng tàu. Gừng tàu thì màu nó rất là nhạt, nó trắng trắng ấy các bạn, chứ nó không được vàng và thơm giống như gừng ta như thế này. Bây giờ thì các bạn sẽ cho vào một cái nồi nhá. Ở đây thì các bạn sẽ cho phần dâu ngô và bông mã đề xuống trước. Dâu ngô và bông mã đề ở đây mình đã rửa rất là sạch rồi. Đó. Các bạn cho xuống phía dưới như thế này. Sau đó thêm ở đây 7g gừng tươi và 1g muối. Các bạn sẽ thêm vào đây 2 lít nước. Các bạn đậy vung lại và đun sôi cho mình.
Khi mà các bạn đun, các bạn thấy phần nước nó sôi rồi thì các bạn sẽ hạ lửa nhỏ xuống liu riu cho mình và đun trong khoảng thời gian là 30 phút các bạn nhé. 30 phút với lửa nhỏ để nó lấy được toàn bộ cái phần dưỡng chất cũng như là các cái chất mát có trong dâu ngô, gừng và cái phần bông mã đề này các bạn nha. Khi mà các bạn đã đun cho mình được 30 phút với lửa nhỏ rồi, lửa nhỏ liu riu các bạn nhé. Thơm lắm các bạn. Mùi thơm mát dễ chịu. Và sau khi mà các bạn đun xong như thế này rồi thì các bạn sẽ chắt cho mình cái phần nước riêng và cái phần bã thì các bạn để riêng nhé. Đó các bạn ạ, vậy là mình đã làm xong cái phần nước chữa bí tiểu, tiểu bút, tiểu rát hay là viêm đường tiết niệu thì các bạn có thể sử dụng cái bài thuốc này. Và bài thuốc này thì mình có một cái lưu ý, đó là khi mà các bạn sử dụng bài thuốc này thì các bạn sẽ uống thay nước lọc bình thường, và có một cái điều nữa đó là các bạn sẽ uống trước 4 rưỡi chiều cho mình. Còn nếu như mà các bạn uống muộn quá thì đêm các bạn sẽ bị đi tiểu nhiều, thì nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của giấc ngủ, cũng như là sẽ làm cho mình cái cảm giác mình bị mệt đó, do phải đi tiểu nhiều. Cho nên là khi mà các bạn sử dụng cái bài thuốc này thì các bạn không cần phải uống thêm nước bình thường nữa, mà chúng ta sẽ uống thay nước luôn. Các bạn có thể uống lúc nó ấm hoặc là nguội đều được. Và mình có một cái lưu ý, đó là khi các bạn sử dụng bài thuốc này thì ở đây muối và gừng nó sẽ có cái tác dụng là chất dẫn, giúp cho thận được ấm và nhanh được hồi phục hơn. Nó khác so với các cái bài thuốc đông y khác, đó là có sự kết hợp của gừng, muối, dâu ngô và bông mã đề, cho nên nó sẽ có cái hiệu quả rất là tốt. Và thời gian uống thì các bạn sẽ uống liên tục 5 ngày, 5 ngày liên tục các bạn nhé. Sau đó các bạn lại nghỉ 5 ngày và uống tiếp 3 lần như vậy thì chắc chắn là sẽ khỏi, nếu như mà các bạn kiên trì. Còn nếu như mà ai mà bị nặng quá đi tiểu mà các bạn bút thấy bút quá là bút và thấy ra máu nữa thì các bạn nên đi khám bác sĩ này, sau đó về kết hợp với uống bài thuốc này thì nó sẽ rất là hiệu quả. Và mình chúc tất cả các bạn đều có một cái sức khỏe thật là tốt và giúp cho cơ thể của chúng ta mát mẻ hơn và chống được nhiều bệnh tật hơn các bạn nhé. Và bây giờ thì mình xin kết thúc video ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video mới nhất của mình các bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.